Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường giá soát báo cáo việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn về khí thải của phương tiện giao thông, yêu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi loại bỏ xe cũ nát lạc hậu không đảm bảo tiêu chuẩn gây ô nhiễm đường phố. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên Môi trường tập trung giả soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia về môi trường với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành tại Việt Nam, chất lượng không khí xung quanh tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới. Thủ tướng cũng yêu cầu các thành phố khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân, điều tiết phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài gây ô nhiễm môi trường tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt động phun nước rửa đường tại các trục tuyến đường giao thông chính của các đô thị thành phố để hạn chế bụi phát tán, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô lặng gió. Cả nước hiện có hơn 3,5 triệu ô tô, hơn 50 triệu xe máy đang lưu hành, trong đó có 223.000 ô tô hết niên hạn sử dụng. Chưa có thống kê về số lượng xe máy cũ nát trên cả nước. Hiện tỷ lệ thu hồi biển số và đăng ký của ô tô hết niên hạn là không nhiều. Điển hình như Hà Nội, đến năm 2020 có thêm hơn 1.600 ô tô hết hạn sử dụng nhưng trong 2 năm 2018 2019 chỉ thu hồi biển số và đăng ký của 3 phương tiện. Với xe máy thì việc thu hồi lại càng khó do không có quy định. Từ ngày mai 20 tháng 1, Hà Nội yêu cầu dừng thi công đào đường trong thời gian diễn ra đại hội Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu trong thời gian từ ngày 20 tháng 1 đến 16 tháng 2 tạm dừng thi công đào đường trên địa bàn các quận, trừ một số công trình trọng điểm đã được cấp phép. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiểm tra toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn, kịp thời sửa chữa hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường tăng cường công tác tuần đường, giá soát kiểm tra việc hoàn trả mặt đường, công tác bảo hành của các đơn vị thi công đào đường trên tuyến đường được giao quản lý. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải được giao chỉ đạo các đội thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về đào đường không có giấy phép, thi công không đảm bảo an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân, Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre và Tiền Giang liên quan đến việc tổ chức giao thông qua cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 dịp Tết lễ hội đầu xuân 2021. Theo đó sẽ cấm toàn bộ các xe ba trục lưu thông trong thời gian này. Cụ thể cấm ô tô tải ba trục trở lên qua cầu Rạch Miễu từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2, hướng Tiền Giang đi Bến Tre cấm vào các khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 15 giờ đến 19 giờ hướng Bến Tre đi Tiền Giang cấm vào khung giờ từ 15 giờ đến 19 giờ. Nguyên nhân là do mặt cầu hẹp và có độ dốc cao, phương tiện di chuyển chậm, nhất là xe ô tô có tải trọng lớn, xe container, xe đầu kéo semi remote lưu thông qua cầu. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu công ty BOT cầu Rạch Miễu cần tăng cường thực hiện công tác đảm bảo giao thông, bố trí nhân lực, thiết bị thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố phương tiện tham gia giao thông trên cầu, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, hiện nay mỗi ngày đêm có khoảng 19.000 đến 19.300 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu, lưu lượng khoảng tăng 3% so với 2019, riêng ngày thứ bảy chủ nhật tăng khoảng 24.000 lượt phương tiện mỗi ngày đêm, tức vượt gấp 4 lần thiết kế. Trong khi đó, theo thiết kế cầu Rạch Miễu chỉ cho 6.000 lượt phương tiện qua lại mỗi ngày đêm. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhiều hãng hàng không đã đưa ra các chương trình khuyến mãi với giá vé vô cùng hấp dẫn. Đồng thời, một hãng hàng không mới cũng chính thức bán vé từ hôm nay. Cụ thể, Viettravel Airlines mở bán 50.000 vé không đồng, chưa bao gồm thuế phí từ hôm nay 19 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1, hoặc cho đến khi vé được bán hết. Trong đó, trọng bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội khởi hành từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 1, hành khách mua được với giá 0 đồng. Nếu tính thuế phí, tổng giá vé hạng cho hành trình này là 450.000 đồng một vé. Tương tự, các hành trình khác như thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, Hà Nội Đà Nẵng, Phú Quốc thành phố Hồ Chí Minh, giá vé trước ngày 30 tháng 1 Viettravel Airlines mở bán hạng phổ thông không hoàn vé với mức giá khoảng 450.000 đến 1 triệu đồng một vé. Đại diện cục hàng không cũng cho biết, các slot bay vẫn được cố gắng giữ nguyên trong dịp tết nguyên đán năm nay để đảm bảo việc khai thác của các hãng hàng không và các kế hoạch di chuyển của hành khách nhất là khi hai đường băng tại hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là nội bài và tân sơn nhất sau khi sửa chữa đã được khai thác bình thường trở lại bảo đảm phục vụ hành khách dịp tết đặc biệt khuyến cáo hành khách nên mua vé tại trang thông tin chính thức của các hãng hàng không các phòng vé và đại lý chính thức để tránh bị lừa đảo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã lên kế hoạch mở mới 4 tuyến đường kết nối các địa phương đến khu vực sân bay Long Thành, giảm tải cho các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Cụ thể, các đường này sẽ có lộ giới từ 45 đến 60m, tổng vốn đầu tư cả 4 tuyến đường lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, đường DT770B với chiều dài 53km, kéo dài từ đoạn giao với đường DT763 thuộc huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đến quốc lộ 51 huyện Long Thành. Đường DT773B dài hơn 51 km bắt đầu từ đường song hành phía đông quốc lộ 20 thuộc huyện Thống Nhất đến đường DT764 thuộc huyện Cẩm Mỹ. Đường DT780B từ quốc lộ 1A huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đến đường sông Nhạn dầu dây thuộc huyện Cẩm Mỹ. Đường DT780B kết nối quốc lộ 1A qua huyện Trảng Bom Thống Nhất đến khu vực cửa ngõ phía đông sân bay Long Thành. Bên cạnh ba tuyến đường kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành nêu trên, Đồng Nai còn mở thêm tuyến đường DT763B từ quốc lộ 56 thuộc huyện Cẩm Mỹ đến nút giao giữa đường huyện Suối Quýt và đường Phước Bình Bào Cạn Cẩm Đường thuộc huyện Long Thành. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng nay 19 tháng 1 trên đường Nguyễn Trí Thanh, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy do hai thanh niên chở nhau lưu thông với tốc độ cao trên đường Nguyễn Trí Thanh hướng cầu Ông Cộ đi quốc lộ 13. Khi đến ngã tư thì cố tình vượt đèn đỏ, tông vào xe quay do người đàn ông điều khiển chở theo hai người phụ nữ phía sau. Cú tông mạnh khiến cả năm nạn nhân ngã xuống đường. Trong đó người đàn ông đi xe quay khoảng 50 tuổi tử vong ngoài tại chỗ, người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi tử vong trên đường đến bệnh viện. Người phụ nữ trẻ tuổi còn lại và hai thanh niên đang nở đi cấp cứu. Do các nạn nhân không có giấy tờ thủy thân trên người nên chưa xác định được danh tính. Ghi nhận tại hiện trường, hai xe máy nát hoàn toàn nằm giữa ngã tư. Vụ tai nạn xảy ra vào 0 giờ 10 phút ngày 19 tháng 1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 7 chỗ lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1A hướng đi thành phố Biên Hòa, khi đi đến gần ngã ba sông thao thì bất ngờ tông trúng một cụ ông đang dắt xe đi trên đường cú tông mạnh khiến cụ ông văng xuống đường bị thương điều đáng nói sau khi xảy ra tai nạn tài xế không những không dừng lại để xem xét tình hình nạn nhân và lập tức phóng xe bỏ chạy ngay sau khi được đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ phía cộng đồng mạng hầu hết các ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc trước cách hành xử của tài xế này Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều qua 18 tháng 1, vụ việc xảy ra trên một con phố tại Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, một cu gia điều khiển xe máy đã bị ô tô va chạm nhẹ vào đuôi xe. Vụ việc không gây ảnh hưởng gì đến thân thể cụ, phương tiện cũng không bị hư hỏng, nhưng cụ vẫn quyết ăn thua xuống đập vào đầu ô tô. Sau khi clip được đăng tải đã thu hút được nhiều lượt bình luận trên mạng xã hội. Sự việc được ghi lại xảy ra trên đường 835B đoạn qua xã Phước Lý, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An vào sáng 18 tháng 1. Khi tài xế hạ kính ô tô để nghe điện thoại thì có 3 xe máy gồm 6 thanh niên chở nhau đi qua. Quan sát thấy sơ hở của tài xế, hai chiếc xe máy chở 4 thanh niên vòng xe lại, chiếc xe máy còn lại đứng ngay trước đầu xe. Một lúc sau bất ngờ chiếc xe máy chở hai thanh niên áp sát ô tô và người ngồi sau đã giật chiếc điện thoại của tài xế ô tô và phóng xe bỏ chạy. Ngay lập tức tài xế đạp ga đuổi theo hai kẻ cướp, vừa đuổi theo tài xế vừa hô hoán Đáng chú ý trong quãng đường đuổi theo, tài xế ô tô bị một xe máy chở theo hai nam thanh niên đi trước đầu ô tô cản đường. Tuy nhiên, tài xế ô tô lái xe với tốc độ cao và liên tục hú còi thì chiếc xe máy này dẹp sang lề đường. Cuối cùng, tài xế ô tô cũng đuổi kịp và không ngần ngại tông ngã hai tên cướp. Đoạn clip được đăng tải gây thu hút cộng đồng mạng. Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 18 tháng 1, chiếc xe cấp cứu do Vũ Tuấn Anh 49 tuổi ngụ tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Hớn Quản. Đến đoạn ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 13 với đường DT 756B thuộc thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Cùng lúc này, chiếc xe tải do Huỳnh Văn Khởi, 40 tuổi, quê ở Sóc Trăng, đang dừng chờ qua đường ngay giải phân cách giữa ngã tư. Do điều khiển xe với tốc độ cao, lại không chú ý quan sát, nên tài xế xe cấp cứu đã tông trực diện vào đuôi xe tải. Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải bị dồn lên phía trước chiếc xe cấp cứu bị nát bét phần đầu, văng sang bên phải. Vụ tai nạn khiến tài xế xe cấp cứu bị thương nặng, bị kẹt cứng trong cabin. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng cây sắt phá cửa xe mới giải cứu được tài xế ra ngoài và đưa đi cấp cứu ngày sau đó. Một y tá ngồi trên xe cũng bị thương, chiếc xe cấp cứu bị hư hỏng nặng. Mỗi ngày trên cả nước xảy ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm vụ tai nạn giao thông. Nhiều người trong số đó đã tử vong vì không được sơ cứu cấp cứu kịp thời. Có những nạn nhân được giúp đỡ nhưng chưa hiệu quả bởi người sẵn sàng giúp đỡ họ lại không có đầy đủ kỹ năng về sơ cứu cơ bản. Chính vì thế chúng ta lại càng trân trọng và cảm kích trước những việc làm của đội thanh niên tình nguyện cứu giúp người gặp tai nạn giao thông bất kể ngày hay đêm ở Trà Vinh mà chúng tôi giới thiệu sau đây. Tọa lạc trên quốc lộ 53, số 3 ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. chưa lúc nào, đội thanh niên xung kích thành phố Trà Vinh hay còn được người dân ưu ái bởi cái tên Biệt đội 3 không vắng bóng những chiến sĩ áo xanh tình nguyện, bất kể ngày hay đêm. Sở dĩ có cái tên ấy, xuất phát cũng từ những hoạt động đầy ý nghĩa mà nhóm mang lại, từ vá xe từ thiện, tiếp xăng về trong đêm cho tới cấp cứu tai nạn giao thông miễn phí hay những chuyến xe chuyển bệnh với giá không đồng cũng đều được các thành viên trong đội thực hiện chu tất. Với họ, đây không còn là công việc xã hội tự nguyện mà từ lâu đã trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm của bất kỳ ai trong đội. Gia quân từ tháng 9 năm 2016, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Trần Huỳnh Hoài Phong, anh cho biết, lúc đầu khi mới thành lập, đội chỉ có khoảng 10 thành viên. Sau hơn 3 năm kiên trì hoạt động, hiện nay đội đã có 14 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực. Các thành viên trong đội sẽ được sắp xếp ca trực theo khung giờ cố định. Khi có cuộc gọi báo tin có tai nạn, hai người đi lạc, đội sẽ tiến hành ghi nhận thông tin và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Trên xe cấp cứu luôn có sẵn đầy đủ dụng cụ y tế để sơ cứu kịp thời cho bệnh nhân. Anh Kiên Ngọc Trương, phó đội trưởng cho biết, trung bình mỗi ngày có từ 4 đến 5 ca tai nạn giao thông từ nhẹ tới nặng. Mỗi ca trực, xe cứu thương sẽ có một tài xế và hai thành viên khác hỗ trợ cấp cứu. Những trang thiết bị y tế và cả hai xe cứu thương, một phần do anh em trong đội đóng góp, mặt khác nhận được sự quan tâm từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Theo đội trưởng Trần Huỳnh Hoài Phong, đưa chúng tôi đến khu công nghiệp Long Đức, cũng là điểm đen của tai nạn giao thông, cũng bởi nơi đây từng là hiện trường của rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng tại thành phố Trà Vinh. thì trong lúc mà khi mà có tai nạn với nhau á, thì mà khi không có thể là họ sẽ không giải quyết được cái mâu thuẫn giữa gia chạm với nhau thì họ sẽ lời qua tiếng lại rồi nhiều khi là không có kiềm chế được bản thân họ cũng có sử dụng uh, vũ lực thì anh em cũng đến can ngăn này kia thì thường đó là là cũng có người thì họ họ hiểu họ họ nghe họ chấp hành theo còn có những người thì uh, họ giống như họ không có ý thức thì họ sẽ uh, làm tới thì lúc đó anh em phải buộc là, là nhờ cái lực lượng công an để hỗ trợ. Là một trong ba bóng hồng của đội, chị Trịnh Thị Phương Nhung đã có hơn 6 tháng đồng hành cùng biệt đội 30 cho biết. Bản thân chị làm nghề kinh doanh mỹ phẩm khi thấy những live stream cứu người gặp nạn của đội, chị đã rất ngưỡng mộ và quyết định gia nhập đội với hy vọng đóng góp thêm phần sức của mình cho mọi người qua livestream stream thì em chỉ coi được có hai lần thôi là cái khúc đó là em thấy anh Phong đi cho quà những người nghèo á thì em thấy vậy nhưng mà coi qua những cái livestream khác thì em thấy nó có rất là có ý nghĩa giúp đỡ cho bà con thì ví dụ như người ta có tiền á thì người ta giúp đỡ tiền còn mình có công sức thì mình bỏ công sức ra để mình giúp đỡ. Không cùng độ tuổi, nghề nghiệp cũng không giống nhau. Có người là công nhân, cũng có người làm viên chức bình thường hay bán hàng tự do. Thế nhưng tất cả đều có thể thân thiết với nhau như những người thân, cũng bởi tấm lòng nghĩa hiệp luôn hoạt động theo châm ngôn: đói tự ăn, xăng tự đổ, khổ tự chịu. Bản tin hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.